Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Chopit Martinez, một dòng xe đạp bán rất là chạy tại cửa hàng em. Được các bác rất là ưa chuộng với một chiếc xe đạp chỉ còn là 8.200.000 và được sử dụng bộ chuyển động Shimano DOG, toàn bộ là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Đấy, cái cách thiết kế khung cực kỳ đẹp, khung bo vòng cực kỳ thể thao và rất là đẹp mắt. Với cái tông màu em về là tông màu trắng chủ đạo pha với màu nâu cà phê, một cái tông màu rất là nhã nhặn phù hợp với tất cả các lứa tuổi để sử dụng. Dòng Martinez bo tròn ở đây rất là đẹp, khung là khung tròn thì nó rất là chắc chắn rồi, rất là cơ bắp. Khung thì dây đây là chạy âm sườn. Do đã qua quá trình sử dụng xe bãi nhập khẩu về nên là trên khung nó cũng xuất hiện những cái vết xước không thể tránh khỏi. Còn tổng thể xe thì các bác có thể tự nhìn trên hình và đánh giá, rất là đẹp. Đó, cái tông màu này em đánh giá góc độ cá nhân này rất là đẹp, màu trắng chủ đạo pha với màu nâu cà phê này. Sử dụng công nghệ nhôm 6061 rất là bền, chịu cường độ mạnh và chống bào mòn. Líp 10 tầng đồ DOG, phun một bộ chuyển động DOG, 10 líp 3 đĩa đủ trục rỗng. Xe thì có 30 tốc độ khác nhau. Máy rơi tích theo xe này, nguyên zin các bác nhé. Bánh lốp cũng nguyên zin này, lốp Canada. Đến phần ghi đông thì chiếc xe được sử dụng tay bấm xả DOG hai bên 10 lít 3 đĩa. Và chiếc xe này thì có cặp dầu là Magura, cặp dầu benzin của hãng xe. Cặp dầu Magura này hình như là phụ tùng của Ý đó. Và cái cặp phanh này rất là ngon. Các bác nào mà có xe sử dụng cái cặp phanh này rồi thì cũng biết là rất là ăn, nhạy lắm. Và có thêm một cái khóa hành trình giảm xóc trên tay lái này, rất là tiện lợi. Giảm xóc dầu theo xe, nguyên zin. Mọi người giới tích, bánh bi vòng bạc đạn. Bánh bi vòng các bác nhé. Option rất là ngon, trong cái tầm giá thì có là 8.200.000. Để các bác mà đi thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe hàng ngày thì rất là đẹp. Chúng ta sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Sẽ xem đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa yên đến tâm cổ phốt là 56 cm. Thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m64-65 đến 74-75 thì giờ phù hợp. Rất nhạy, đồ DOG cũng thuộc dòng cao cấp của Shimano về địa hình, chuyển động rất mượt. Bác mua chiếc xe sử dụng khoảng 5-7 năm nữa vẫn rất là đẹp. Vâng, và chiếc xe đang có giá bán bên em chỉ có là 8.200.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.